Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hiện Tại em nha. Rồi, lên tiếp cho anh em hai món nè anh em ha. Rồi, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại cứ ghi dưới phần tiêu đề. Tép này mấy ti ta? 2 ti ha. Rồi, em có cái tép bơm thủy lực gì nè. Đó, còn cần này 2 ti anh em qua chia đồ đầy đủ ha. Gặp này thì nó 2 ti nha. Anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại cứ ghi dưới phần tiêu đề. Bơm nè anh em. Nha, 1 triệu 2 nha. À, 1 triệu 2 này bán thanh lý cho anh em luôn, 1 triệu đồng ha, 1 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Tiếp con máy bơm bùn nè. Đó, máy bơm bùn ha, bình xăng trắng nha anh em. Cua ta lỗ nha. Cua ta lỗ này nó có cái bogie nè. Đó. Bao hơi lửa cho anh em nha. Đó, hỏng hút xả là 80, nó có cái này sẵn này nè, giờ anh em mình chỉ gắn ống vô là sử dụng thôi ha. Đó, xài IC anh em, IC ha. Đó, rồi con này bán cho anh em là 1 triệu 6 anh em ha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha.